Bây giờ là 8 giờ 30 giờ phát sóng của Thuyền Nhân. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 56 của Thuyền Nhân, quyển thứ tư Canada xứ lạnh cần mòn. Có vài ba chiếc xe cảnh sát hụ còi chạy ngang qua trước tiệm khiến cho cả hai không ai bảo ai đều ngoảnh mặt ra nhìn. Bóng đêm dày đặc, vài ngọn đèn đường yếu ớt tỏa ánh sáng trắng. Đôi ba cô gái ăn xương đi đi lại lại bên vỉa hè. Phía đối diện với cửa tiệm, ông Châu quay lại với đề tài tố khổ bà vợ sư tử Hà Đông của mình. Ông chậm rãi kể lể sau màn khói xì gà đậm đặc quyện quanh. Tao nói thiệt cho mày nghe ha, bà vợ của tao thuộc hạng ghen chồng đứng hạng nhất thế giới đó mày. Dù họ hồi đó tao ra ngoài làm ăn cũng dữ lắm chứ không có cư trú một chỗ như bây giờ đâu nè. Mày biết không, có một lần tao đi ăn bậy về. Không biết làm sao mà bà dòm thấy một sợi tóc màu đen dính trên dây áo của tao mới khổ. Tóc đàn bà ngang mày, dài thuộc và ống mượt ngang mày. Bà hạch tao quá trời, nhưng tao chối phăng. Đàn ông ăn dụng phải biết nói dốc ngang mày. Rồi à, không bao lâu sau, dù đã phổi bỏ tất cả tang chứng sạch sẽ hết, nhưng rồi bà lại mò ra một sợi tóc màu vàng dính trên miệng túi áo của tao mới bỏ mẹ chứ. Sau hai lần bị tra khảo còn hơn là tù nhân chính trị. Tao ấy mình quá cho nên lần đi ăn dụng nào trước khi về, tao cũng cởi áo vũ ra, cho rơi rớt ba cái thứ tóc tai ăn hại đó cho yên. Nào dè cả tháng bà không tìm ra sợi tóc nào hết. Tưởng chắc yên thân nên tao khấp khởi mừng thầm. Mẹ tối bữa đó bà giận thằng con rồi giận cá chém thớt, bà trợn mắt bà hạch tội ngang xương tao mày. Tìm được sợi tóc đen hoặc tóc vàng thì bả nạo mình thì còn cho là phải đi. Đằng này khi tìm không thấy sợi tóc nào thì bả một hai quả quyết tao như vậy. Đặt trường hợp mày coi mày có tức chết được không? Bả nghiến răng ken két như cánh cửa sắt lâu năm không vô dầu mỡ và phán rằng. Cái thằng cha già chết tiệt. 2 tháng trước ông cặp bồ với con nhỏ tóc đen. Tháng rồi ông lại bắt qua con nhỏ tóc vàng. Trời, tháng này ông dẫn chứng nào tật nấy. Cái tánh lén phén cũng đâu có chừa. Nghe bà nói vậy tao mới quát to. Hey, bà có tìm thấy sợi tóc nào không mà dám biểu là tôi lén phén hả? Nói có sách mách có chứng đàng hoàng là tôi mới nể chứ cái kiểu đón phong long rồi ghen bóng ghen gió đó tôi không có ngán đâu ngăn bà. Mày biết mình phải làm bộ dữ dằn quát nạt để chặn hỏng mụ vợ cà chớn chứ mày. Mình ăn bậy chùa mép giỏi bả có bắt gặp sợi tóc nào nữa đâu mà cũng đổ ghè tương tùm lum. Ai có ngờ đâu bà cười hỉnh coi cái câu phủ đầu qua ải của tao chẳng ra cái lô nào hết. Bà phán, ha, ông giỏi hả? Ông hết con nhỏ tóc đen thì tới con nhỏ tóc vàng. Bây giờ ông lại đi với cái con ngựa đầu trọc. Đầu trọc thì làm gì có tang chứng cho ông nhận tội. Ông đừng có dễ ngươi mà lầm. Con nhỏ này đi guốc trong bụng của ông lâu nay đó nghe. Hai tiếng phá lên cười, không ngờ bà vợ của lão Châu này cũng là một hoạn thư có hạng. Anh ta thật sự cảm thấy cục tức của mình đối với Liễu dường như có người san sẻ, nên trong mình hơi nhẹ một chút. Ha, đàn bà thiệt đúng là đàn bà, nói quanh nói co gì nói cũng được hết trơn. Ông Châu chỏ ngược điếu xì gà về phía tiếng nói. Dặn cho mày nhớ, đàn bà họ thính tai thính mũi nhưng được cái là hay nhẹ dạ. Giận ghen dù dữ dằn tới đâu nhưng hãy đàn ông mình tỏ ra dịu dàng vuốt ve năn nỉ hồi là sò ngay thôi. Đã bảo là trời sanh ra đàn bà để cho đàn ông mình dụ mà mày. Tao chấp mấy bả ghen tới đâu tao cũng không sợ. Mày nên nhớ cứ chối, chối phăng hết. Chưa bị bắt gặp tại trận thì mình còn đừng chối tội. Mày biết chưa hả mày? Và Châu thuyết một tăng về đạo làm chồng phê quá đến nỗi tới giờ mở cửa vẫn chưa hay. Lúc đồng nghiệp của hai tiếng kéo tới ập cửa rầm rầm lão mới quýnh quán chạy lo mở cửa pha cà phê chiên trứng. Giờ làm việc đã đến, hai tiếng cùng nhóm đồng nghiệp ai nhận chìa khóa xe nấy rồi ve lui lại cổng để nhận hàng. Giai đoạn nhận hàng này nhanh chậm tùy theo tài xế, nghĩa là tự anh ta phải chiếu theo hóa đơn đặt hàng mà nhận, rồi sau đó phải tự mình mang lên xe để đi giao. Mệt nhất là lúc đầu giờ này đây, khi những cái khay bánh mì đã chất đầy xe rồi thì A Lê xuất phát ngay, bởi vì trời càng về sáng trên đường xe cộ xuất hiện càng nhiều cản trở giao thông, gây chậm chạp, cho nên đâu có anh nào ngu mà cà rề theo cái kiểu câu giờ muôn năm của kiếp trâu. Theo tuyến xuất phát của anh ta như thường ngày, thì từ lò bánh mì
nhằm khu vực phía đông của Toronto, tiến chạy dọc theo con đường Queen thẳng về phía tây. Khách hàng là những tiệm quán dọc hai bên đường Queen, trung bình mỗi ca 2 tiếng phải dừng lại từ 30 tới 35 điểm để giao hàng. Anh ta chỉ cần dừng xe và chiếu theo hóa đơn đã in sẵn, giao đủ số bánh mì cho họ và gom những cái khay cũ của ngày hôm qua mang ra xe là xong. Công việc này tuy gọi là tài xế, nhưng vừa lái xe vừa bưng khiên nhừ tử tay chân chứ có dễ ăn đâu. Cái khó là tìm chỗ dừng xe để giao hàng, mà xe truck to lớn cành càng, trong thành phố chỗ nào cũng chật cứng, muốn có bến dừng đâu phải là chuyện dễ. Nhiều cửa tiệm nằm trèo trẹo trong góc kẹt phải dừng xe xa lắc, trùi tay bưng chân chạy thiếu điều hụt hơi mới tới. Ấy là chưa kể những lúc mùa đông tuyết rơi ngập lộ, muốn bước một bước đã khổ trần thân rồi, chứ đừng nói tới vác mấy cái khay trên đầu nữa. Chỉ hơn có 30 điểm dừng nhưng lên quanh từ 3 giờ sáng cho tới 10 giờ, hoặc có hôm giữa trưa mới xong. Đúng là việc nào đồng lương nấy, đồng tiền do mồ hôi làm ra chứ đâu phải đơm hoa kết trái sẵn ở trên cây rồi tay mặt hái tay trái lặt về được đâu. Hơn tiếng đồng hồ sau, xe truck của hai tiếng đã tới địa chỉ số 999 đường Queen Street. Anh ta đậu xe thở vào thoải mái. Đây là Mental Hospital, một bệnh viện tâm thần của thành phố Toronto. Đã nói là bệnh viện thì nó to lớn vô cùng. Đương nhiên số lượng bánh mì họ đặt mỗi ngày không phải là ít, lại được cái là chỗ đậu xe sát một bên cửa của khu nhà bếp và có xe để chất khay lên đẩy vào nữa, nên không tốn sức chút nào. Đã vậy mà có được nhân viên nhà bếp phụ giúp nữa mới nói. Như thường lệ, hai tiếng xuống xe bấm chuông để anh chàng trực ca ra mở cửa để mang hàng vào, bấm và chờ mãi. Chờ lâu quá trong bụng hai tiếng có hơi sốt ruột. Mẹ bà thằng cha này bộ ngủ quên rồi hay sao? Cứ lóng ngóng đứng đợi kiểu này mất thì giờ rồi đa. Chỉ e chờ lâu thêm càng về sáng xe cộ càng đông, trên đường càng khó về di chuyển. Còn chưa nói tới hàng giao trễ bị khách phàn nàn là mình bị cạo nữa. Vì nóng ruột quá tiếng tắt máy xe, xách sâu chìa khóa đi vòng quanh tìm coi có gã nhân viên an ninh nào lảng vảng đâu đây không, để nhờ họ gọi mấy trụ nhà bếp ra mở cửa cho mình. Suối quẩy thay, nhân viên an ninh bệnh viện cũng chẳng thấy ai thấp thoáng, tiếng đành mong men đi dọc theo bờ tường, lóng nhóng tìm cửa để gõ, gõ đau cả tay nhưng vẫn không có ai trả lời. Tốn cùng tiếng đành phải làm liều. Mẹ gõ cửa không trả lời thì mở đại chứ sao bây giờ. Ở một nơi không có cái điện thoại, chẳng có một ai lai vãng như thế này, thì chỉ đành đi nước liều cho xong. Tới một cánh cửa nọ, thời may chỉ mới ốm thử tay kéo ra thì cửa lại mở. À thì ra chắc tay nào lúc đi ra bên ngoài do vô ý nên cánh cửa bị kẹt không đóng vào sát nên cái khóa tự động không bật lại được đây mà. Bởi vì, nên nhớ, đây là bệnh viện nhưng cũng là nơi chứa những bệnh nhân tâm thần. Đã nói tâm thần rồi thì mấy chữ đâu có biết cái quái gì. Nếu nhân viên bên trong bệnh viện sơ hở một chút họ chạy tùm lum ra ngoài thì khốn. Bởi vậy, cửa nẻo ở đây đều trang bị hệ thống khóa tự động cho an toàn. Chỉ khi nào có nhân viên trực bất cẩn như vậy cánh cửa kia mới không khóa kín lại mà thôi. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà hai tiếng mới lọt được vào bên trong bệnh viện một cách im ru chẳng ai biết. Vào được bên trong rồi, hai tiếng đảo mắt dòm chung quanh, đèn đuốc sáng choang nhưng bốn phía là tường cao kín mít, chỉ có một cái cầu thang duy nhất ăn thông xuống tầng hầm. Anh ngần ngừ một lúc rồi bước đại xuống cầu thang. Ra khỏi cửa cầu thang, tiếng mới biết nơi đây chắc là nơi giữ những bệnh nhân tâm thần. Anh ta toát mồ hôi lạnh khi nghe những tiếng rú khủng khiếp thỉnh thoảng vọng ra từ một căn phòng nào đó. Trong bụng vừa sợ vừa lo, nôn nã muốn tìm một vị bác sĩ y tá hoặc một nhân viên lau chùi hay an ninh gì cũng được, đặng nhờ thông báo cho cha nội nhân viên nhà bếp giúp mình. Tiếng cứ len lỏi bước qua các lối đi hẹp ngăn chia những phòng ốc kính bưng. Vô tình tiếng lạc bước vì biết mình vừa sa cơ vào một mê cung phòng và lối đi quanh co như mạng nhện. Quanh quẩn một hồi anh ta lạc lối hết còn biết đường nào để quay trở ra lại.
nguy to, lại có tiếng la khóc phát ra từ những căn phòng. Thôi rồi, mình bị lạc vô chỗ nhốt những bệnh nhân tâm thần nặng rồi. Chết chữa, sao nhân viên bệnh viện chẳng thấy một người? Bộ họ ngủ mê hết rồi sao mà? Giữa lúc tinh thần đang xáo trộn thì thình lình có hai gã an ninh xuất hiện. Trên tay họ cầm cái máy điện đàm liên lạc, có lẽ đang báo cáo gì đó với nhau. Tiếng thấy họ bước thẳng tới trước mặt anh và một gã to sầm. Giơ cánh tay hộ pháp ra bộ biểu hai tiếng đừng vọng động, tiếng không để ý hỏi lớn. Tôi là Wonder Bread Delivery Man, mấy ông dùm ơn gọi nhà bếp ra mở cửa để tôi giao bánh mì chứ không thôi trễ quá rồi. Gã an ninh da đen cười để lộ hàm răng trắng nhẫn. Hey, dạ dạ, mày mà delivery bánh mì thì nhớ đừng có coi tao là ổ bánh mì nha mày. Đừng có nói tào lao, bộ tụi tao đuôi hết à. Ngoan ngoãn đi vô phòng đi ông nội. Đoạn hắn quay sang gã đồng sự. Ê Bill, tóm nó quăng vào phòng cho yên, để ông thôi à, nó đi long nhong quậy phá tùm lum bây giờ. Đến lúc này thì hai tiếng nổi quạo thật, vì anh ta đã trình bày cho họ nghe rõ mình là người chở bánh mì giao cho nhà bếp, mà họ lại chẳng tin, lại còn ngộ nhận mình là bệnh nhân tâm thần nữa. Thật mà nói thì tiếng đâu có ngờ tầng hầm này chính là nơi giữ chân những bệnh nhân thuộc loại nặng. Bệnh tâm thần là được liệt vào hạng bất trị, nặng nề thì phải được cách ly với nhau, mỗi trụ một phòng và đương nhiên là phải khóa kín. Để mấy ông tự do đi lang thang thì thật là nguy hiểm vô cùng chứ chẳng chơi đâu. Bởi vậy nhân viên an ninh ở đây cũng thuộc hàng đặc biệt, gã nào gã nấy to con lớn xác bậm trợn như gì. Đã bảo người tâm thần khi lên cân thì còn biết trời trăng gì nữa, không có loại cô hồn thứ thiệt như đám an ninh này trị thì không xong mà. Dù nghe có tiếng gào thét tru tréo thỉnh thoảng vang lên, nhưng hai tiếng đâu có thể tưởng tượng cả một lô văn phòng kính bưng ngay bên cạnh chỗ mình đứng là những lô đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân bất trị thuộc loại nguy hiểm. Và khổ một nỗi hai tiếng cũng đang bị nhân viên bệnh viện tưởng lầm là những bệnh nhân kia vừa sổng chuồng đi lang thang mới kẹt. Nên nhớ là khu vực đặc biệt dành cho những bệnh nhân đặc biệt. Nhân viên phục vụ xuất hiện ở đây thường nếu không là an ninh thì cũng là những người mang thức ăn hoặc dọn dẹp, chứ làm gì có y tá bác sĩ lang thang ở đây. Bọn an ninh làm việc tại khu này cũng thật là đặc biệt hơn những nơi khác, nghĩa là trong con mắt chúng ai cũng là bệnh nhân tâm thần hết tráo. Đúng quá rồi, ngày nào cũng đối diện với mấy cha chỉ biết gào thét khóc la hoặc nói năng lẩm nhẩm, nếu bảo chúng không điên theo thì mới là chuyện lạ. Gặp anh chàng tị nạn đi lân tân, dòm cái bộ tướng nhấn nhát vì đang lo sốt vó, cộng thêm hai con mắt chổng lơ do thiếu ngủ của hai tiếng, thì chúng chắc mẻm là gã điên nào đó vừa thoát củi sổ lồng đi lang thang, nên hè nhau bắt nhốt lại. Nghe hắn gọi thằng Bill định bắt mình thì biết là chúng lầm, liền lớn tiếng phản đối. Mấy ông làm cái gì vậy? Tôi đi giao bánh mì, kêu cửa không ai mở nên tôi chui đại vào rồi đi lạc tới đây. Không giúp tôi thì thôi, còn đòi bắt tôi nghĩa là gì chứ hả? Gã ăn nên tên Bill hầm hừ. Không nhốt cha nội lại để cha nội tưởng ai cũng là ổ bánh mì, đụng ai cặp nấy đặng tụi tôi bị mất chớp hả? Ngoan ngoãn nghe lời tao, trở vô đi ngủ đi mày. Trong lúc đôi co thì có thêm bốn trợ hộ pháp xuất hiện nữa. Bây giờ hai tiếng mới giật mình thật sự. Mẹ họ, chúng nó là tụi điên nên giải thích không thèm nghe, cứ khăng khăng cho mình là tâm thần thứ thiệt mới khốn nạn, lo cho cái xe truck bên ngoài cửa không có khóa sợ trộm rinh, lo cho sự bê trễ của mình rồi về bị chủ quở, và sợ nhất là sáu trữ an ninh to con này hè nhau bắt mình nhốt lại thì khốn. Hai tiếng chẳng biết giải thích ra làm sao cho chúng hiểu, bèn cười hì hì tỏ vẻ một con người bình thường chẳng có bệnh hoạn gì tráo, họa hoàng chúng sẽ tin lời mình. Anh xòe bàn tay có chùm chìa khóa xe lắc nghe len keng rồi nói, mấy ông vẫn chơi hoài, tôi là người giao hàng. Mấy ông là mấy ông, còn bánh mì là bánh mì, sao lại tưởng làm kỳ cục như vậy? Đây nè, chùm chìa khóa của xe truck tôi đang đậu bên ngoài cửa sau, không tin mấy ông có thể ra ngoài mà coi thì biết. Đã bảo ngôn ngữ bất đồng, đụng đâu cũng khó, mặc cho anh ta dài dòng giải thích. Ba tên an ninh nghe lẩm bẩm tiếng được tiếng không chẳng hiểu gì ráo, lại cho thằng cha điên này ăn cắp chùm chìa khóa cửa giờ lắc len keng nghe chơi. Chúng hè nhau nhà phía sau áp vào một lượt định ôm ngang vật tiếng xuống sàn nhà. Gã đầu tiên vừa chạm vào người tiếng, theo phản ứng tự nhiên tiếng trục người xoay một vòng quét nhẹ chân làm một tên té nhào.
Tiện tay anh chộp tên thứ hai quăng đại vào cái thân hình hộ pháp của tên còn lại, khiến cho cả ba tên lăn ra té bò càng trông thật là thê thảm. Chỉ xuất có một chiêu rưỡi, theo phản ứng tự nhiên mà ba thằng an ninh đã nằm lăn ra đất rồi. Chà, gã điên tóc đen này đúng thiệt là lợi hại, điên mà biết cung phu thượng thừa kiểu này hỏng nhốt lại cho mau ắt loạn tới nơi chứ chẳng nghi. Ba thằng an ninh còn lại báo động rùm trời và chuyện gì tới đã tới. Cuối cùng hai tiếng bị cả đám an ninh có bệnh viện súng lại vây bắt nhốt vào một phòng kín bưng. Anh ta vì không chủ tâm quốc sụm tụi an ninh bệnh viện cho nên mới bị sa vào tay chúng. Bằng với những chiêu nhu đạo chân truyền của anh Bảy, tiếng nếu thẳng tay thì có lẽ không đến nỗi chịu thảm như thế này đâu. Tuy nhiên bọn an ninh này đâu có biết là do hai tiếng nhường nhịn nên chúng mới tóm được dễ dàng. Ba thằng bị đánh té lúc nãy bị ê mặt với đồng bọn quá nên đã không ít lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào hai tiếng để trút hận. Và chính ba thằng khốn ấy trói gô anh ta khiêng thẳng vào một phòng đặc biệt tối om dành riêng cho những bệnh nhân được liệt vào hàng tối nguy hiểm. Lúc này hai tiếng đã không còn biết khách sáo nhường nhịn như bản tính bình thường của mình nữa rồi. Anh đã nổi điên thật sự. Một người tỉnh bị ép vào giữa những người điên và mấy thằng an ninh điên nữa thì không nổi điên sao được. Anh ta la khản cả cổ, hầu có ai đó còn tỉnh táo sẽ nghe thấy tiếng la cầu cứu của mình. Để trả lời cho sự quan khiên của hai tiếng, những tiếng tru tréo khóc la vang lên cùng khắp các căn phòng đặc biệt khác. Chán quá và cũng mệt quá, hai tiếng liệm người trong tuyệt vọng, anh ngồi dựa lưng vào tường thở hồng hộc như một người lên cơn đau tim sắp chết tới nơi. Mãi một hồi lâu sau, anh không còn sức chịu đựng nên nằm vật ra ngủ hồi nào không hay. Trong giấc mơ tiên, anh thấy mình dẫn hai đứa con gái đi dạo công viên, trong khi cô vợ thì đang ngồi trên băng ghế sát bên bờ hồ với một anh thanh niên nào đó. Từ đằng xa nhìn thì thấy hai người đang âu yếm, tay tròn vai, tay ôm eo ếch thiệt là mùi mẫn. Hai tiếng cố nhìn cho rõ thì chỉ thấy người thanh niên nọ có cái dáng quá quen thuộc nhưng không nhớ ra nổi hắn là ai. Lòng ghen tức trỗi dậy, anh tung chân chạy đến hai người định bụng sẽ hỏi tội cặp gian phu dâm phụ. Nhưng lạ lùng thay, chân thì phóng rào rào như ngựa đua nước rút. Nhưng tại sao anh lại thấy mình dường như chỉ đứng có một chỗ? Kỳ cục nhất là cặp gian phu dâm phụ kia càng lúc càng xa dần, rồi từ từ mất hút giữa màn sương chiều dày đặc. Tiếng cất giọng gào to để gọi hai người, nhưng hình như tiếng gào của anh cũng loãng ra theo từng cơn gió chiều lồng lộng. Rồi kế đến lại có tiếng lách cách như tiếng mở cửa, ánh sáng lòa từ đâu chiếu rọi khiến cho anh bừng tỉnh mở hai mắt. Hồn không vía dại đang lang thang cõi nào, bỗng bay vội vã trở về với cái thể xác trần tục. Tiếng nhìn quanh thì chợt nhớ đến hiện tại, mình còn đang bị giữ nơi tầng hầm của những con người bất bình thường từ bệnh nhân cho đến tất cả nhân viên an ninh. Xin lỗi, anh bạn có phải là người của hãng bánh mì Wonder Bread không? Ai thiệt là xin lỗi nghen. Vô duyên vô cớ quăng người ta vô phòng kính bưng bó trọ dốc trong đó rồi bất biết. Đã mấy tiếng đồng hồ nên cục tức trong lòng hai tiếng nở lên to tướng. Anh ta trợn trừng đôi mắt bột ngay cái người vừa xuất hiện ở cửa. Thì tôi đã nói cho mấy ông nghe bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi. Mấy ông làm ăn theo cái kiểu ẩu tả này còn xin lỗi xin phải gì nữa. Bây giờ có thả tôi ra không thì nói mẹ nó một tiếng đi. Người mới xuất hiện này có lẽ là một vị trong ban điều hành có bệnh viện chứ chẳng phải hồ đồ như mấy gã an ninh. Anh ta gật đầu đáp bằng một giọng y như chứa đầy ân hận. À, chúng tôi thật lòng xin lỗi anh bạn, nhân viên của chúng tôi thiệt là ẩu tả, chúng bắt anh bạn tống vô chỗ này thiệt là không phải chút nào, lỗi tại nơi chúng tôi hết thảy, bây giờ chúng tôi xin mời anh bạn có thể bình thản ra về. Tiếng hầm hừ, bình thản ra về, tôi có phải là bệnh nhân hoặc tù nhân của mấy ông đâu mà bình thản ra về. Người nhân viên bệnh viện đưa hai tay ra trước như tra dáng xoa dịu cơn giận của Tiếng. Thôi mà anh bạn, tối qua nghe báo lại thì anh bạn đã đánh gục ba nhân viên an ninh của chúng tôi rồi mà. Chúng tôi đã có lỗi trước nên mới xảy ra mọi rắc rối như vậy. Thôi, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ bỏ luôn coi có vui vẻ cả làng không. Ông bạn làm lớn chuyện cho lầm sầm lên rồi cũng không giải quyết được chuyện gì. Chúng tôi cho cả đám an ninh hầm hầu ấy về nghỉ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tiếng không nhịn được nên hỏi ngược lại. Vậy nếu tôi bị đuổi thì chắc chẳng có mắc mớ gì tới mấy người chứ gì.
Người nhân viên ấy vẫn một mực nhún nhường theo cái kiểu nín thở qua xong. Ấy, đây là chuyện tai nạn mà ông bạn, đã bảo là tai nạn thì làm sao họ sa thải ông cho được chứ. Tóm lại, lỗi do chúng tôi gây ra, đương nhiên chúng tôi phải cử đại diện đến công ty của ông bạn để xin lỗi. Và tôi đây cũng thành thật xin lỗi ông bạn về việc đáng tiếc hồi sáng, xin ông bạn theo tôi ra về. Tiếng còn biết nói gì hơn là mau mau giả từ cái phòng bó rõ như đáy địa ngục đã giam mình mấy tiếng đồng hồ. Anh đâu có biết do nguyên nhân nào mình được người trong bệnh viện phát giác ra. Bị kẹt lại đương nhiên số bánh mì chưa kịp giao vẫn còn nằm im trong xe truck. Thế là khách hàng sáng nay không nhận được bánh mì, họ gọi lên Wonder Bread cự nữ ẩm tỏi. Wonder Bread tức tốc chiếu theo hóa đơn đặt hàng trong khu vực xe của Tiến phải đi đến. Họ vừa gọi phone từng nơi vừa cho người lái xe để truy tầm chiếc xe truck của anh tài xế suối quẩy 2 tiếng. Kinh nghiệm này họ vốn rất thường gặp cho nên hãy tìm là ra ngay. Và nỗi lo của anh ta quả thật không trật chút nào khi mò về đến hãng, lên trình diện với ông quản lý trên văn phòng, dòng cái mặt ó đăm nhăn tít lại của ổng là tiếng biết chuyện chẳng lành. Anh chào sếp xong chưa kịp trình bày thì sếp quăng lá thư lên bàn rồi lạnh lùng bảo, tiền lương của mày cộng tiền vacation của năm nay, tuần sau tụi tao sẽ gửi giấy đủ việc về cho mày apply ăn thất nghiệp. Như thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tiếng bàng hoàng chết liệm một giây, lẽ nào bọn chủ cả này chẳng biết suy xét cho mình, lỗi này đâu phải do mình gây ra đâu mà thẳng tay quá nhỉ. Anh ta lấy lại bình tĩnh trình bày với sếp. Thưa sếp, lỗi này đâu phải do tôi tắc trách công việc tại nhà bếp bệnh viện không à? Gã quản lý đám tài xế của hai tiếng là người ái nhĩ lan, vốn nổi tiếng là khó tánh, thêm cái tật khách dịch chẳng coi ai ra gì, xưa nay hãy nói đuổi là đuổi chứ chẳng on đơ gì ráo. Hai tiếng biết thế nhưng nghĩ mình bị đuổi oan nên muốn giải thích về cái sự xui rủi của mình. Thế nhưng vừa mở miệng ra đã bị hắn chặn họng ngay. Mày khỏi cần phải dài dòng nữa. Tụi tao hiểu hết rồi. Lỗi ở nhà bếp bệnh viện tao đồng ý. Nhưng tại sao mày lại hành hung nhân viên của họ chứ? Nếu như ba thằng bị mày đánh đó tụi nó trở ngược lại thưa mày về cái tội mày đập nó coi có rắc rối không hả? Thôi cái gì cần nói tao đã nói. Thôi mày đi về đi. Không hẹn ngày gặp lại nhé tay anh. Hai tiếng nổi gió tánh ngông trỗi dậy hừ một tiếng rồi chẳng thèm chào gã quản lý ó đâm. Hắn cầm phong thư lên, nhét vào túi, đá chiếc ghế ngay trước mặt rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe để về nhà. Anh ta bước từng bước nặng trịch mà đầu óc thì trống rỗng như kẻ mất hồn. Bị đuổi việc, sớm muộn gì rồi cũng phải nghỉ, nhưng thà bị lay off vì hết việc hoặc gì gì đó thì còn được hưởng tiền bù của công ty và tiền thất nghiệp không bị cắt phạt, chứ bị đuổi theo kiểu fire này thì mất trắng hết tất cả. Anh ta đau đớn nghĩ đến ngày mai, ngày mốt, những ngày đen đuổi sắp tới vì thất nghiệp. Thật sự thì hai tiếng đâu có biết hãng Wonder Bread sắp bán lại, cho nên trong thời gian này những tay tổ chủ cả đang tìm cách kiếm chuyện để đuổi bớt công nhân. Cái rủi của tiếng là do tai nạn gây ra chứ đâu phải tại anh, thế mà chúng cũng thẳng tay đuổi tuốt. Theo luật lao động thì những hãng xưởng khi đóng cửa vì một lý do gì đó, chủ hãng phải dành ra một số tiền đền bù cho công nhân, ít nhiều tùy theo thâm niên, có khi cũng lên đến vài chục ngàn là thường. Nhưng ở đây với đầu óc tính toán của các tay trùm sò chủ nhân ông thì sẵn mượn cái cớ đánh người của tiếng mà đuổi hắn luôn. Làm gì thì làm cũng giành được một số tiền bù cho một công nhân, tốt quá rồi đi chứ. Với tâm trạng có một kẻ trối bời vì mới bị đuổi việc, vì con vợ hay ghen tương ở nhà và còn phải đối diện với cái mortgage nhà 1.200 đồng mỗi tháng kia nữa, hai tiếng thật sự chân bước mà trí nghĩ đâu đâu. Tuy trong bụng rối bời nhưng anh vẫn còn nhớ tới vợ con. Dòm đồng hồ thì đã hơn 3 giờ chiều. Giờ này thường khi thì anh đã về nhà và đi tới trường để trước con. Làm gì thì làm, vợ con là trên hết. Phải gọi về để cho liễu hay kẻo nàng lo lắng tội nghiệp. Tiến định qua đến chỗ đậu xe, ở đó có cái điện thoại công cộng sẽ gọi điện thoại cho nàng hay. Nhưng khi băng ngang đường để đến bãi đậu xe thì thình lình Tiến bị một chiếc xe quẹo trái bất cẩn tông phải. Cũng may là nhờ Tiến đang đi chờ tới và chiếc xe quẹo quá nhanh nên anh chỉ va vào phía bên hông ngay cánh cửa của tên tài xế cẩu thả. Cái va nhẹ nhưng sức xe đang phóng tới cho nên hất hai Tiến ngã lăn ra đường. Tuy không bị xe hút phải nhưng cái va ấy khiến anh văng lên rồi té xuống cũng đau như gì.
Có mấy người đi đường chứng kiến cảnh hai tiếng bị tai nạn, thấy anh ta bị té nhào ra rồi lật đật đứng lên, họ quát: cứ nằm im tại chỗ đi, đừng có ngu mà đứng dậy ngang. Bị một cú thình lình đau quá nhưng đầu óc hai tiếng vẫn còn bình tĩnh. Đúng ra thì tại mình bất cẩn tông vào xe chứ xe đâu có tông vào mình đâu nà. Người ta biểu mình nằm lại cũng có lý do, viện cớ để ăn tiền bảo hiểm đây mà. Thôi đi, chuyện va nhẹ bị té chứ đâu có gãy tay gãy chân gì đâu mà biểu nằm vạ để gây khó dễ cho người ta làm chi. Tên tài xế đụng hai tiếng thất kinh đậu xe lại nhảy xuống chạy tới bên nạn nhân rối rít hỏi: Are you okay? Hai tiếng gật đầu bước vội lên lề đường, anh khoát tay ra dấu ý biểu gã tài xế: Đừng có lo, tôi không có sao đâu. Chỉ nói vậy rồi tiến cho gã tài xế kia đi. Lúc ấy một cảnh sát viên đang đậu xe gần đó vội rề xe tới. Gã tài xế được tiến dễ dãi không khó dễ, biểu đi thì xin lỗi rối rít rồi nhào vô xe giọt thẳng. Ngài cảnh sát đến bên hai tiếng hỏi: À, người anh em có sao không? Anh bạn có biết người gây ra tai nạn là thằng lái xe chứ không phải anh bạn. Sao lại cho hắn đi dễ dàng như thế? Chuẩn bị gì thì ai đành cho anh bạn đây? Thiệt là tôi chưa từng thấy ai. Dù là cảnh sát y có quyền bắt giữ anh tài xế kia nếu muốn, nhưng ở đây nạn nhân là hai tiếng đã dễ dãi cho hắn đi rồi thì cảnh sát cũng bó tay chứ đâu làm khó làm dễ gì hắn được. Y trách hai tiếng cũng vì cái sự dễ dãi đến độ không ngờ. Có lẽ gã cảnh sát ý muốn nói là chưa từng thấy ai ngu như anh bạn, nhưng hắn dừng lại kịp khi nhìn thấy máu tuôn ra đỏ lòm dưới chân của hai tiếng. Hắn chỉ xuống lắc đầu bảo: Đã nói mà, chân của anh bạn bị thương máu chảy đỏ lòm rồi kia kìa. Cho tới bây giờ hai tiếng mới thấy gót chân mình hơi rát. Anh quảng kinh khi thấy máu đỏ thấm ướt loang ra. Viên cảnh sát lắc đầu chán nản trở giọng: Mày tao mày tớ, có lẽ vì bực mình cho cái gã tị nạn hiền lành không có máu gian dảo này. Mày đứng yên đó để tao gọi xe cứu thương chở đến bệnh viện. Thiệt là chán mày quá đi. Nói đoạn hắn quay trở lại xe dùng máy liên lạc với xe cứu thương. Tiếng đành phải cà nhắc đứng sớ rớ bên chiếc xe cảnh sát. Gã gọi xong quay ra trách hai tiếng: Thiệt là dại quá, có ai đời bị xe đụng mà cho xe chạy luôn. Lỡ có bị gì ai bồi thường cho mày đây chứ hả? Tiếng chỉ biết cảm ơn và biểu rằng mình không sao cả. Chỉ bị tróc một mảng da khá lớn ngay gót chân nên ra máu thôi chứ chẳng có gì. Viên cảnh sát lắc đầu: Phải tới nhà thương để bác sĩ họ kiểm tra, không nên dễ ngơi quá, sau này có hại cho bản thân. Xe động chứ bộ té ngã khơi khơi hay sao? Sau đó xe cứu thương tới bốc hai tiếng vào một nhà thương gần nhất. Ở đây họ cho chụp x-ray đầu mình tay chân và băng bó vết thương của tiếng. Bệnh viện phí ở đây thì khỏi lo vì có thẻ bảo hiểm y tế của Canada bao hết rồi. Hai tiếng đồng hồ sau, anh ta lê chân khập khỉnh ra đón taxi để về chỗ đậu xe, đặng lái về nhà. Cơ khổ thì thôi, xe của anh xấu tay nên khi sử dụng cần đến hai chân, ngặt một nỗi gót chân mặt của anh bị băng bó đau rát quá mà cứ phải nhấp nhổm trên bàn đạp ly hợp, tức là cái bộ phận clutch, hay người mình thường gọi là cái ăn ma da của xe xấu tay. Trên đường về, anh chàng suối quẩy hai tiếng nhăn nhó khi nghĩ đến vợ con ở nhà. Từ lúc bị tai nạn trong bệnh viện tâm thần rồi bị đuổi việc cho đến lúc bị xe tông, phải tới nỗi vô nhà thương, chỉ một ngày mà bao nhiêu việc xui rủi xảy đến, khiến cho anh già thêm mấy tuổi. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều rồi ư, anh ta lắc đầu thở dài. Thường thì trước sau 12 giờ anh đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay đã trễ quá mà chưa gọi về cho con vợ nó hay. Chỉ e sau cái chuyện cãi cọ tối đêm qua, cộng thêm chuyện suối quẩy hôm nay, liệu ở nhà không nghi vấn quanh cò mặt mày này nọ mới là chuyện lạ. Hai tiếng có lẽ lo lắng hơi xa, liệu đâu có quạo quọ mặt này mặt nọ với anh ta đâu nè. Nhắc lại tối đêm qua, sau khi về đến nhà, tiếng xách áo đi làm, nàng chỉ tru tréo ồn ào vài câu cho đúng thủ tục rồi sau đó cho hai đứa con đi ngủ. Tắm rửa xong thì con cái đã ngủ yên, liệu khoác hờ bộ đồ ngủ mỏng manh và xịt thêm chút dầu thơm nhẹ nhẹ. Sau khi thoa kem dưỡng da lên mặt lên cổ như mọi khi, nàng ngước nhìn đồng hồ rồi tắt đèn, khe khẽ đi xuống tầng hầm nơi gian sân riêng của ba bộ. Hắn đang nằm sấp trên giường mắt dán chặt màn hình tivi, có lẽ đang mê man với bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp.
Cảnh diễn mùi mẫn giữa anh chàng đệ tử cục tai Dương Quá đang hung hít sư phụ Tiểu Long Nữ thiệt làm cho người ta ngứa con mắt quá mà. Cánh cửa không đóng nên liễu bước vào mà hắn không hay. Tới chừng mùi dầu thơm thân quen thoang thoảng, hắn mới quay người lại thì thấy Liễu đang vừa ngồi xuống giường kể một bên với mình. Hắn vươn tay ra luồn ngang tấm eo của Liễu kéo nhẹ vào người rồi cười hề hề. Ủa, bộ có chuyện gì sao mà mới giờ này em đã hạ sang xuống đây rồi? Thường ngày, hay tiếng hơn một giờ khuya mới ra khỏi nhà, cô vợ chỉ có thể chờ ông chồng đi rồi mới dám mò xuống tầng hầm tỏ tí với gã tình nhân. Đôi dân phu dâm phụ đã quen hơi từ lâu với cái trò ăn uống vụng trộm này rồi, nên riết cũng thành thói. Nghĩa là tập tành tánh nhẫn nại dài cổ chờ đợi cho đến đêm khuya, khi hai con đã ngủ và tiếng đã đi làm, thì mới có được những giây phút ngắn ngủi sống trọn vẹn cho nhau. Đêm nay đặc biệt sớm hơn mọi khi, cây kim đồng hồ mới chỉ qua 12 giờ khuya một tí mà nàng đã tắm rửa xong xuôi, mò xuống tầng hầm gặp bộ. Nghe cái giọng hỏi của bộ có mọi như chẳng vui mừng cho giây phút hoang lạc sắp đến, Liễu liếc hắn một phát trung chuyển trần gian rồi dở giọng nũng nịu. Cần gì có chuyện mới xuống sớm, người ta xuống đây để cho anh hưởng cho bộ để nói chuyện suông hay sao, anh thiệt là... Chiếc áo ngủ mỏng hơn cánh ve sầu của Liễu chẳng những không che đậy được gì mà còn làm tăng thêm nét khiêu gợi cho tấm thân mịn màng trắng nõn của một thiếu phụ hai con, như một đóa hoa đang thời kỳ khai nở trọn vẹn. Đôi bầu ngực vung trùng như muốn nhảy ra ngoài theo đà trướng tới theo cái kéo của bộ. Anh ta hai tay ôm lấy người yêu vào lòng bằng một giọng dịu dàng như mọi khi, ba bộ nói. À, thiệt là không biết gì hết trơn chứ gì hén. mà thằng chả bận làm overtime hay chắc cả công chuyện gì sao mà đi sớm quá vậy em cưng. Mới xì nẹt chứ thằng chả một mách, chả dẫn sách áo bỏ đi rồi. Liễu nói bằng một giọng tỉnh bơ như lúc nãy chưa từng cãi cọ với hai tiếng, nàng lại tiếp. Cũng mắc cừ thiệt hàng ngang, em giả ngộ ghen tuông để cho thằng chả nổi giận đi cho khuất mắt cho rồi, mà thiệt. Vừa về tới nhà là thằng chả thay đồ cái rột rồi đi liền. Bởi vậy người ta mới xuống gặp anh sớm hơn mọi khi nè. Có còn được mấy ngày để mình gặp gỡ vui vẻ như vậy nữa đâu. Bởi vậy có dịp là em chạy xuống liền. Mai mốt ổng thất nghiệp nằm nhà một đống đó cho anh nhịn thèm dài cổ ra cho mà biết chứ ở đó còn hỏi sớm hay muộn nữa. Một khi lòng dạ đàn bà đã phản bội thì đấng ông chồng dù có không tới đâu cũng khó mà liệu lường. Huống gì ở đây là tai hai tiếng hèn khô như ông bụt. Anh ta bị cô vợ qua mặt vù vù từ cái hồi mới qua tới Canada lặn, chứ đâu phải đợi đến giờ này, lúc chân ướt chân tráo mới tới xứ người. Khi ấy Tiến vừa học xong 3-4 tháng khóa sinh ngữ là đi vào làm trong hãng trồng cây, nhưng em của anh ta là ba bộ, hắn đâu có đi làm vội. Thời gian nhẫn nha ăn tiền trợ cấp chính phủ chờ đi xin việc làm này là thời gian tái hợp mối tình tội lỗi giữa gã em chồng và người chị dâu. Ăn ở chung một nhà sớm chiều ra vào chạm mặt nhau. Đương nhiên tâm của ba bộ đâu có thể nào đè nén mối hận lòng của một An Lộc Sơn. Hắn xa gần trách cứ Liễu phụ bạc tình xưa quên lời thầy cũ. Đã nhiều lần ông em chồng chủ người chị dâu cao bay xa chạy về một phương trời nào đó nối lại tình xưa, Liễu ban đầu còn chống chế kể lể. Đừng anh à, hai đứa mình hồi đó khác bây giờ khác rồi ngang anh. Tại ông trời chứ đâu phải tại em phụ bạc gì anh đâu. Anh đối với em là người ân nghĩa. Không có mấy ảnh cứu tụi em thì em đâu có như ngày hôm nay đâu. Anh nghĩ lại giùm em, đừng gây nên cảnh đau lòng nữa ngăn anh. Ảnh giàu gì thì cũng là anh ruột của anh mà anh ba. Bộ xua tay nói bằng một giọng hằn học. Ê, anh ruột thì sao chứ? Ông có nuôi anh ngày nào đâu mà phải lo. Hồi nhỏ ba má đã lo cho anh, lớn lên anh cũng phải tự bươn chải mà sống, rồi qua tới Bi Đông, sống nhờ cao quỷ, giờ sang đây thì có chính phủ Canada. Hỏi em, ổng có nuôi anh ngày nào đâu, một mình ổng còn lo hỏng xong, anh ở đây cũng phải trả tiền nhà, tiền ăn chứ bộ free à. Ăn nói theo cái kiểu dưới lỗ nẻ chung lên, như một kẻ chăn trâu thất học cỡ ba địa còn chưa có thể mở miệng để phán một cách trơ trẽn như vậy. Thế mà gã ba bộ vì mối tình điên dại đầu đời mà lương tri mù quáng, lý trí bại hoại. Từ lâu rồi gã đã sống thiếu đi tình cốt nhục và bây giờ vẫn thế. Gã chưa bao giờ coi hai tiếng như anh ruột của mình.
thất lạc một thời gian dài, chừng gặp lại ở Bi Đông thì ông anh ruột lại trở thành tình địch của mình. Tình anh em vốn đã không kháng khích từ nhỏ, tới lúc trùng phùng lại gặp cảnh trái ngang. Tâm trạng ấy giờ đây được thể hiện trong câu nói đầy hằn học của thằng em tội lỗi. Người chị dâu là người trong cuộc đương nhiên hiểu thấu những gì bộ đang nghĩ, nàng cố gắng phân giải. Nhưng mà hai anh em ruột với nhau chứ bộ người dưng nước lã gì sao chứ? Đâu phải đợi tới ảnh nuôi cho anh rồi thì mới là anh, mà anh lại nói vậy. Mình trốn đi không có được đâu nè, người ta dị nghị chịu đời sao nổi hả anh? Ba bộ không chịu nghe nên gạt phăng. Anh nhất quyết không chịu phức phục ai hết, cho dù ông trời có xuống ngăn cản anh vẫn cứ yêu em cho đến cùng. Đời anh chỉ có yêu em thôi em liễu à, mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Anh đây đau khổ biết tới giường nào, bây giờ có cơ hội sao em lại ngoảnh mặt với anh. Nói vậy em không phản bội anh thì là gì hả liễu? Hai liễu rưng rưng hai hàng nước mắt nói. Anh chỉ biết cho mình anh chứ anh có chịu hiểu cho em đây đâu. Phải giải thích làm sao cho anh rõ cái bụng của em đối với anh. Giữa anh và anh hai, bên tình bên nghĩa em khó xử quá anh à. Ha, nghĩa? Mà nghĩa gì chứ? À, em coi trọng cái nghĩa cái ơn mà ông cứu em ra khỏi đảo Khô Ra đó hả? Như chợt hiểu ra ba bộ cười khinh khỉnh. Nếu như vậy chắc chỉ có mình ổng cứu nổi em thôi à. Còn mấy người đi cùng chuyến với ổng nữa chi. Nếu vì cái ân cái nghĩa như em nói, chắc em phải làm vợ luôn cả mấy người khác nữa mới phải. Liễu gục mặt khóc, tâm tình của người chị dâu bị xáo trộn bởi một câu nói ngang bướng của gã em chồng. Thấy Liễu yên lặng, bộ không thèm nể nang gì nữa liền bước tới ôm chầm lấy nàng hôn lấy hôn để. Hắn hôn ngấu nghiến như chưa từng được hôn và để bù trừ vào những tháng ngày dài phải dằn lòng ôm mối hận thiên thu của một An Lộc Sơn loạn tướng. Ban đầu Liễu còn tránh né sâu đẩy nhưng trong vòng tay thô bạo của ba bộ, cô nàng dần dần tìm thấy được một niềm khát khao mới mẻ. Tình cũ của hai người cuối cùng rồi cũng tái hợp giữa những ngày đông băng giá của thời gian đầu mới tới Canada. Tuần lễ 5 ngày, 2 tiếng, một ông chồng tội nghiệp phải động tới 3-4 lớp áo quần, lội bộ ra chờ xe bus đi làm thì ở nhà. Cô vợ yêu dấu cùng thằng em ruột khốn nạn của mình trút tuốt vào phòng. Giữa khoảng không gian kín đáo sưởi ấm giường êm, mối tình vụng trộm đầy tội lỗi ấy diễn ra tuần 5 ngày, mà hàng mấy năm nay họ vẫn giữ kín như bưng. Ngoài trời, ngoài đất, ngoài giường chiếu chăn nệm ra thì đâu có ai hay biết. Tuy nhiên, mối tình loạn lưng xa quê hương mất chị dâu này có lẽ dần trộm đã đánh hơi được, nhưng hắn lại là kẻ bàng quan, đâu có dám thọc mạch làm gì, vì dần cũng như biết tính tình của ba bộ đâu có hiền lành tử tế chi đâu. Có một lần dần xa gần khuyên hắn có mấy câu mà hắn giận luôn, từ đó nếu thỉnh thoảng có chạm mặt ngoài đường thì cũng làm ngơ, vì ba bộ đã coi dần trộm như người xa kẻ lạ rồi kia mà. Xin gặp lại các bạn vào 8:30 sáng ngày mai.